Kính chào quý vị, được mẹ chia đất cắt nhà để ổn định cho cuộc sống sau khi cưới vợ. Nhưng gã con trai không những là không tu chí làm ăn mà suốt ngày còn lô đề nhậu nhặt. Hắn đã bán đi miếng đất mà mẹ cho để cùng vợ đi nơi khác. Nhưng chỉ vì chỉ biết chơi bời nên được một thời gian ngắn đã cùng với vợ về sinh sống nhờ ở nhà mẹ. Đã thế vợ chồng hắn còn không biết an phận, không thương mẹ mà còn thường xuyên mắng nhiếc mẹ già, hành hung mẹ thậm tệ. Thậm chí là còn sẵn sàng đoạt mạng mẹ của mình sau khi gây án. Hắn đã lấy một bao tải, bỏ xác mẹ lại và vứt xuống giếng nhỏ trước nhà để phi tang. Chi tiết vụ việc sẽ được gửi đến quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Xác định sự ra đi của bà Cử có rất nhiều điểm nghi vấn và kịp thời trình báo cho chính quyền và cơ quan công an. Qua công tác khám nghiệm đại thể xác định, nạn nhân qua đời là bị vật tay cứng tác động vào đầu nhiều nhát, làm ảnh hưởng đến hộp sọ. Sau đó đại thể của nạn nhân được đưa vào bao tải, bỏ xuống giếng sâu 20m. Thời gian qua đời của nạn nhân đến khi phát hiện được xác định là khoảng 10 ngày. Qua công tác điều tra ban đầu, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Kon Tum khẳng định đây là vụ án mạng. Hung thủ đã ra tay sát hại nạn nhân rồi ném đại thể xuống giếng nhằm phi tang, tránh sự phát hiện của cơ quan công an. Sau cuộc hội ý chớp nhoáng, lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra thành phố về trật tự xã hội đã chỉ đạo cho lực lượng trinh sát hình sự và các điều tra viên dày dặn kinh nghiệm phối hợp với Công an huyện Ngọc Hồi khẩn trương vào cuộc, tổ chức nhiều mũi công tác mở rộng các hướng điều tra để xác định đối tượng gây án và làm rõ vụ án, kịp thời trấn an dư luận và ổn định tình hình trật tự trên địa bàn vì đây là vụ án mạng có tính chất đặc biệt nghiêm trọng chưa từng xảy ra ở một vùng cao biên giới. Qua công tác điều tra được biết, bà Cử xuất thân từ gia đình nông thuộc vùng quê nghèo xã Hải Lĩnh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Sau khi lấy chồng và có 4 người con, trong lúc cuộc sống kinh tế chật vật, chồng bà đã rũ bỏ trách nhiệm, lặng lẽ bỏ mẹ con bà, đi đâu không rõ. Từ đó, bà một mình nuôi 4 đứa con khôn lớn. Năm 2008, qua một số người quen biết, bà Cử dắt xíu 3 người con vào huyện Ngọc Hồi, Kon Tum để sinh cơ lập nghiệp. Tại đây, nhờ chịu khó làm ăn, sau nhiều năm vất vả, bà không những nuôi được các con trưởng thành mà còn xây dựng được nhà cửa và tích cóp mua đất, trồng được vài hecta cao su để ổn định kinh tế và dành dụm dưỡng già. Tưởng cuộc sống sẽ bình yên với người phụ nữ vốn chịu nhiều thiệt thòi cay đắng, nhưng bất hạnh cũng không buông tha bà. Cuối đời bà đã bị sát hại và ra đi rất bi thảm. Rà soát các mối quan hệ của bà Cử, thấy trước thời gian xảy ra vụ án, nạn nhân sống hiền lành, không có mâu thuẫn, tư thù với ai trong khu vực. Nạn nhân bị sát hại và bị đẩy xuống giếng sâu ngay trong khuôn viên nhà mình thì không loại trừ khả năng nạn nhân bị thủ tiêu xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân trong nội bộ gia đình. Theo một nguồn tin từ hàng xóm cho biết, trước lúc xảy ra vụ án mạng, bà Cử đang sống chung với vợ chồng người con thứ hai và người con trai cũng chính là người đầu tiên phát hiện trong giếng nhà mình có mùi hôi thối và vội vàng gọi anh vợ cùng hàng xóm đến kiểm tra. Tất cả những manh mối đều được tổ điều tra hướng đến và tập trung lực lượng điều tra xác minh, nhất là mối quan hệ gia đình, người thân nạn nhân. Là nhân chứng trực tiếp, vợ chồng con trai thứ hai của nạn nhân được mời lên cơ quan công an để hỗ trợ công tác điều tra. Qua nhiều giờ liền, làm việc lấy lời khai, cung cấp thông tin, các trinh sát nhận thấy vợ chồng người con trai nạn nhân có nhiều biểu hiện đáng nghi ngờ, thái độ khai báo rất quanh co và mâu thuẫn. Đặc biệt, về biểu hiện hành vi của người con trai thứ hai của nạn nhân có thái độ chai lì, không muốn hợp tác với cơ quan công an. Thỉnh thoảng, anh ta nằm úp xuống mặt sàn nhà kêu khóc thảm thiết, nức nở, ra vẻ xót xa, tiếc thương cho người mẹ già xấu số, bỗng dưng rời bỏ các con đi vĩnh viễn. Nhưng, những lúc vắng người, hắn trở ra lạnh lùng, vô cảm, đôi mắt giáo hoảnh, ngồi ung dung uống nước như không có chuyện gì xảy ra. Mọi diễn biến thất thường về hành vi, thái độ của đối tượng không qua được mắt các trinh sát, cộng với những thông tin khai báo loanh quanh của người vợ, các trinh sát khẳng định người con trai thứ hai của nạn nhân có liên quan trực tiếp đến vụ án mạng. Vì vậy, sau khi ra quyết định tạm giữ hình sự, các trinh sát đã đưa con trai thứ hai về cơ quan điều tra công an tỉnh để đấu tranh làm rõ. Tại đây, ban đầu hắn cứ một mực kêu oan và phăng phắc chối tội trả lời không biết. Nhưng qua nhiều giờ kiên nhẫn căng thẳng đấu lý, đấu tranh với đối tượng, các trinh sát và điều tra viên Phòng Cảnh sát điều tra thành phố về trật tự xã hội Công an tỉnh Kon Tum đã lật tẩy được bộ mặt thật của đối tượng. Rạng sáng ngày 3 tháng 7 năm 2013, biết không thể che giấu được tội ác, hắn đã cúi đầu khai nhận tội lỗi. Đứa con nghịch tặc vô đạo có tên là Nguyễn Mạnh Dương, sinh năm 1979, là con trai thứ hai của bà Cử.
Do hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên Dương bỏ học từ rất sớm để cùng mẹ lao động kiếm sống. Năm 2010, được mẹ cưới vợ và đã có hai con, nhưng Dương vẫn không chí thú làm ăn. Sau một thời gian bỏ quê và Bình Dương làm thuê, vợ chồng Dương lại đùm túm về lại huyện Ngọc Hồi xin tá túc sống chung với bà Cử. Cứ tưởng vợ chồng Dương chăm chỉ làm ăn để xây dựng tổ ấm và chăm sóc mẹ già, nhưng Dương đã phụ lòng tin của mẹ. Bất kể vợ con nheo nhóc, bản thân không có nghề nghiệp, Dương vẫn học đòi ăn chơi và sa vào các tệ nạn đam mê cờ bạc, số đề. Lo sợ con trai sẽ vướng vào vòng lao lý, bà Cử nhiều lần khuyên nhủ và la mắng Dương. Dương tỏ ra rất tức giận và nuôi ý định chống lại mẹ. Buổi chiều hôm đó, sau khi cùng bạn bè la cà uống rượu say, hắn khật cưỡng về nhà, lao thẳng vào buồng mẹ, le nhè, hất hàm, hỏi mượn tiền mẹ để trả nợ. Bà Cử chửi, tao đã cho mày nhiều rồi, cả tiền và đất đai, mày tiêu xài để đóm hết rồi còn gì nữa. Mày đi đi, tao không có tiền. Trong cơn say, bị chửi nặng lời, Dương như con thú say mồi, đùng đùng nổi giận. Hắn chạy xuống bếp cầm lấy hung khí đi lên, buông xiên một nhát vào đầu bà Cử. Bị đánh bất ngờ, bà Cử nằm trên giường kêu la cầu cứu. Thấy bà Cử kêu cứu, Dương càng điên tiết hơn, tác động liên tiếp vào hai chân của bà Cử. Bà Cử tiếp tục kêu vợ Dương là Lê Thị Tuyết sinh năm 1985. Tuyết định chạy vào can ngăn thì bị Dương khống chế và còn đe dọa, đánh nên Tuyết đành đứng nhìn. Thấy bà Cử còn kêu la và định chạy ra ngoài, Dương tiếp tục chạy ra trước nhà, lấy thêm một đoạn gỗ, dùng hai tay dụi liên tiếp vào đầu của bà Cử cho đến lúc bà Cử nằm im bất động. Mọi việc diễn ra trong lúc chạng vạng và trời mưa như chút nước, tên sát nhân máu lạnh vẫn không tỏ ra hoảng sợ và chùn tay. Thấy mẹ đã ngừng thở, hắn chạy xuống bếp, lấy hai chiếc bao tải màu đỏ, lần lượt bó vào phần đầu và một bao bó phần chân của nạn nhân. Sau đó, dùng dây buộc chặt hai miệng bao ở phần giữa. Thấy đầu của bà Cử ra rất nhiều huyết, Dương lấy một cái áo mưa chụp lên đầu nạn nhân rồi dùng dây thun buộc lại thật chặt. Tiếp đó, hắn lấy một chiếc chăn màu đỏ gói đại thể của nạn nhân thành cuộn tròn. Sau đó dùng hai tay cầm hai chân nạn nhân kéo lê ra ngoài. Một mình hắn cậy nắp miệng giếng, bế sốc đại thể lên cho hai chân xuống trước rồi từ từ ấn đầu nạn nhân cho lọt qua khe nắp miệng giếng. Khi nghe tiếng ầm dội lên, Dương bình tĩnh đóng nắp miệng giếng lại rồi ra lệnh cho Tuyết mang chiếu và ra trải nệm của bà Cử ra giếng giặt tẩy hết dấu vết. Còn Dương tự mình lấy nước xà bông rửa chén đổ xuống nền nhà, dùng cây lau nhà dọn dẹp từ trong buồng ra ngoài nhằm xóa sạch sẽ mọi dấu vết của nạn nhân. Xong việc, Dương bình thản tắm rửa và đi vào nhà. Để phòng ngừa bất chắc, hắn căn dặn vợ nếu ai hỏi mẹ đi đâu thì nói mẹ đi chơi. Hắn còn bảo vợ ngay lập tức kêu người bán nhà với giá 200 triệu đồng. Có ai thắc mắc vì sao bán nhà trong khi không có mẹ ở nhà thì bảo mẹ không muốn ở nữa nên bán để về quê. Căn dặn vợ xong, hắn vào buồng lấy chiếc điện thoại di động của bà Cử rồi nhanh chóng lên xe máy phóng thẳng đến nhà bạn uống rượu, tổ chức ăn chơi như không hề có chuyện gì. Hàng xóm thấy bà Cử mất tích lâu ngày, nhiều người tỏ ra hỏi thăm. Trong đó có em gái và anh trai của hắn đến hỏi tin tức của mẹ. Dương đều hất hàm trả lời mẹ đi chơi. Hắn tự tin cho rằng trong thời gian ra tay sát hại bà Cử, bên ngoài trời đang mưa rất to. Nếu vợ hắn không nói ra thì không ai có thể biết được tội ác tày trời của hắn. Mọi sự chuẩn bị để đối phó với cơ quan công an, hắn tính toán và chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Song hắn không thể ngờ được các trinh sát qua công tác phát động quần chúng đã nắm bắt được một số nguồn tin bất ngờ là trong 10 ngày qua, trùng với thời gian bà Cử mất tích, có điều bất thường là hắn tuyệt đối không cho vợ con sử dụng nước giếng ở nhà. Mọi sinh hoạt đều phải trải qua hàng xóm xin nước. Điều bất thường này đặc biệt gây ra sự chú ý với các trinh sát. Câu hỏi phủ đầu về việc này khiến mặt hắn biến sắc và tinh thần suy sụp rất nhanh. Trong làn nước mắt sám hối muộn màng, hắn run run cầm bút viết lời thú tội. Tại cơ quan điều tra, vợ Dương, Lê Thị Tuyết cũng thú nhận vì mới sinh con được 5 tháng sức khỏe còn yếu và sống phụ thuộc vào gia đình chồng, nên mặc dù chứng kiến chồng ra tay tàn ác sát hại người rất muốn can thiệp nhưng bị tên Dương đe dọa cũng không dám. Hơn thế, mẹ ruột hắn còn dám ra tay sát hại thì kể gì đến vợ con. Tuy nhiên, Lê Thị Tuyết vẫn bị truy tố về hành vi che giấu tội phạm và bị tòa xử 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Với tội ác của một đứa con nghịch tử, vì không thể thỏa mãn về nhu cầu vật chất, đã dã tâm sát hại mẹ và phi tang. Qua hai phiên tòa xét xử, sơ thẩm và phúc thẩm, Nguyễn Mạnh Dương đã bị tòa án các cấp tuyên y án với mức hình phạt cao nhất
là tử hình. Thưa quý vị, tội ác nào cũng sẽ phải trả giá. Vì vậy, đừng sa chân vào những con đường tệ nạn đánh mất đi lương tri. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!